Bông dừa bông đồ quá trời luôn nè. Tưởng cái kem Red Bell á đó. Ba cái đó là Red Bell hết. Đó là ớt chuông đỏ thì nó có nhiều C á. Lấy một cây thôi cũng được, nó ta mình ăn ít thôi. Tính không trồng mà thôi kệ. Mua một cây trồng. Khỏi cần phải gieo hạt giống mệt quá, lên lâu quá. Lấy cái đó ha. Rồi ok. Sao cái này nhìn giống hoa thỏ quá hả? Không biết hoa cúc hay hoa thọ nữa. Nói chung là mình cũng không có rành về các cái loại cây nữa. Mấy cái hoa này là trồng ngoài nắng nè, thích hợp nắng. Thấy cưng không? Cái hoa này to cao quá ha, nhưng mà nhìn cũng đẹp quá. Cái này hoa gì không biết nữa. Đây là hoa này, hoa treo này. Hoa treo đó. Anh xã mình không có thích hoa treo, anh sợ nó rớt. Anh sợ nặng quá rớt. Cái vườn hoa ở đây cũng nhiều quá chứ. Hoa này cũng đẹp nè. Xong rồi đi vô. Vô mua than. Cái hoa này cũng dễ thương chưa. Hoa treo này thấy cưng quá, cái màu cưng quá mà chồng không chịu. Ấy có coi chứ mà để trong nhà không, cái cây chứ vậy, cây bên đây ra phải nè, rồi mấy cây được trồng trong nhà, bên đây phải mấy cây bự, cây to, cây này nó hơi nhỏ nè. Cái này là các loại cây trồng trong nhà. Cái này mình này cũng đẹp, nhưng mà ước gì nó màu hồng ha, hồng hoặc đỏ đó, màu đỏ đó. Này đó, các loại cây trồng trong nhà này. Mua cây này không anh? Còn hai cây nè. Hả? Rồi muốn to hơn là lấy cái chậu bên này nè. Hả? Mua để trong nhà đi, em thích cái cây xanh trong nhà. Cái cây này giống giống cái loại lá mà của bà Rene với ông Bill á, nhưng mà to hơn, ông Bill bà Rene to hơn. Trồng trong nhà. Mua đi anh.
Cái này không giống hoa cẩm tú cầu nè. Đẹp không anh? Wow. Wow. Để lấy 120 cây đi. Cây này là 29 đồng chín mấy, là coi như là 30 đồng. Đó, để trong xe chắc là đủ rồi. Anh xã tiếp tục làm vườn. Đây. Anh xã đang làm cái lưới này nè, để có gì mình trồng dưa leo nè. Trồng gì nữa anh ha? À, trồng đậu, em nhớ rồi. Đậu Snappy nữa. Đây. Trong cái dàn kính nhỏ nhỏ này mình để mấy cái cây giống nè, gieo hạt á, rồi lên nó thích ra không? Mừng hết lớn luôn. Nó không có lên được 100% nhưng mà lên được khoảng 50%. Mấy cái này là các loại rau Việt Nam nè, mà quên hôm trước là quên cắm bảng, nhiều quá không có cắm. Có trồng vừa rau thơm mà vừa cải nữa, cải xanh cải ngọt mà không biết nữa. Trời ơi, này để trong nhà một thời gian lâu quá, nó hình như nó thiếu nắng hay gì mà sao nó mọc dài ghê không. Mà thấy mỏng manh quá cho nên chưa có dám cắm xuống đất trồng. Đây nè, đây là một loại đậu bên này nè, Snappy. Đó, thích không? Wow, đã nha. Rồi, trên đây là dưa leo nè. Đó, dưa leo này, dưa leo nhỏ đó, baby. Đó, được 3 cây này, gieo 3 hạt, 3 cây nha. Đây, rau muống mua hạt giống ở trên Amazon đó. Wow, lên rồi nè. Đây, các giống rau Việt Nam cũng lên rồi đó. Mà không biết, bơm trước quên cắm cái bảng rồi. Giờ không biết cây nào hết trơn á. Đây cũng vậy nè. Bên đây thì chỉ có cây húng quế nè, lên được 2 cây con, nhỏ nhỏ, mới cơ. Lên nè. Rồi đây là có cái hẹ nè. Đó, hẹ thì lên được 3-4 cây rồi đó. Rồi ở đây là đậu que nè. Đậu que gieo một hàng 6 hạt. Tưởng sao được con. Một cái hạt này nó nảy mầm mà. Wow, cái cây cao ghê không. Cái đậu que nè. Này chắc trồng xuống được nè. Cái này ha. Cái đậu que này trụ cao ghê hả nè. Mình đi làm lưới xong là cái chắc ngày mai nó mưa đó, nó không có nắng mình sẽ trồng. Ở đây là ngò nè, ngò chắc cũng chuẩn bị đem vô trồng quá, để lâu lâu cái nó bị vàng lá hết rồi. Đó. Đây, cái này là hẹ luôn nhưng mà hạt giống là của Mỹ đó. Chứ không phải hạt giống Việt Nam, cũng lên nhanh lắm, nhanh hơn hạt giống Việt Nam. Mấy này chưa lên. Rồi dưới đây nè, đây là cái cải xoăn. Cái này là hạt giống của Mỹ nhưng mà là cái giống rau mà cải để mình nấu canh á. Ghi là giống rau của Nhật. Đây là salad hay cái gì này, mình cắm bảng salad nhưng mà không biết bên đây là cái gì nữa, chắc vậy quá. Lên mới lên được có một cái cây nhỏ xíu à. Nói chung trong cái nhà kính này là để mấy cái cây giống mà mình ươm từ hạt lên. Với mấy cái cải này là mình ăn xong á, cái mình chừa cái gốc lại á, cái mình ngâm nước cho ra rễ xong mình đem ra trồng nè. Đó, ít lắm. Nhưng mà chủ yếu á, trồng mấy cái này là mấy cây cải này á, là để cho nó ra hoa rồi xong mình nó để lâu dài cho nó có hạt để làm, để dành hạt giống. Đây mấy cây cải ăn xong cũng vậy luôn, cũng ngâm cái gốc ở dưới cho nó ra rễ xong cắm là đó, nó cũng lên ghê không, cũng lên xanh tốt chứ bộ. Đó, cái này xong được một bên rồi hả? Đây 3 tầng luôn.
cái giường nâng này á, là 3 tầng luôn, để mình trồng cà chua, dưa leo, đậu bắp, rồi đậu que, rồi cái đậu snappy hồi nãy, là những cái cây sả nè. Hôm kỳ mình ngâm nước ấy, cho ra rễ, xong rồi nó ra mấy cái lá như vậy nè đó, rồi nó ra rễ, rồi anh xã anh mới trồng xuống, mới được 6 cây thôi, còn đang ngâm nước thêm khoảng gần 10 cây ở trong nhà nữa. Mình biết cái chỗ này nó không có nắng nhiều, nhưng mà mình muốn trồng ngay cái chỗ mà gần với lại cái mái hiên của mình nè, để mình cũng ngăn 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 chặn côn trùng rồi rắn rồi đó, mình sợ lắm, sợ nó bò vô trong đây, bò vô trong kia, đó là cái cửa cửa vô trong nhà đó, cho nên phải trồng xả. Nói ảnh ráng trồng, mặc dù biết ở đây không có nắng, thì hy vọng là nó sẽ phát triển được. Mai mốt mình sẽ trồng thêm những cái gốc xả bên này nữa. Nói chung là xung quanh cái chỗ mà cái lối đi vô trong cái mái hiên á, để cho an toàn. Bây giờ mình muốn có một cái swing chair, cái xích đu, mà chưa biết sẽ để đâu. Vậy trong cái mái hiên đó hết chỗ rồi, có thể để bên này, chỗ nó cũng hơi mát á. Anh xã đang đóng cọc sẵn để chuẩn bị làm cho mình 2 cái giường nâng nữa, 2 cái ô để trồng rau, trồng cải á. Bởi vì ở phía bên này á thì là chỉ có nắng sáng thôi, buổi chiều không có nắng nó mát. Rau cải, các loại rau mà có lá màu xanh á, nó cũng không có cần nắng nhiều cả ngày. Cho nên là đây là chỗ lý tưởng để mình trồng rau cải. Bây giờ mình sẽ trồng cái loại hoa này, tức là nó dễ, nó không phải là dạng hẹp, mà mình cho nguyên cái khối này. Mình không biết trong đây là dạng gì nữa, bỏ nguyên cái này vô trong đất, rồi nó sẽ phát triển thành cây hoa. Cây hoa giống vậy. Giờ đây hướng dẫn của người ta này, đó, bỏ vô trong cái chậu đất này, từ từ nó sẽ lên cái gì á, nảy mầm, rồi đâm chồi, rồi lên cây lá gì đó, rồi sau đó nó sẽ lên hoa. Là bây giờ mình làm thử nghe. Đây, mình đã cho cái cục đó vào trong cái chính giữa cái chậu đất này, giờ mình đắp đất cho nó đầy luôn. Thì anh xã sẽ trồng xuống nè, à nãy anh mới về trồng số 2 cây rồi, bây giờ sẽ trồng thêm 2 cây nữa bên phía bên này cho nó leo. Cái này, cái đậu này nó giống giống như đậu Hà Lan vậy đó, dịp dịp á, xào ăn cũng ngon. Dưa leo cao lắm rồi đó, trồng ra ngoài cho nó có ánh nắng vô là nó mập mập lại. Hôm nay trời mát mẻ nè, mấy bữa sắp tới là cũng mát mẻ và mưa, cho nên là mình trồng là được rồi, mình không không có nên trồng trời nắng, sợ cây còn yếu á, cây con còn yếu á. Vậy là xong 4 cây đậu Hà Lan và 3 cây dưa leo. Đậu que gieo 6 hạt nguyên hàng, rốt cuộc lên có 1 cây à. Giờ cho trồng cho nó vô kế với lại cái đậu Hà Lan luôn, Snappy luôn. Wow, cho em coi cái rễ coi. Wow, khoan, từ từ chưa focus được nè. Để em cho em coi. Cái rễ cũng nhiều ghê á. Xoay qua đó. Oh wow, đã nghe đậu que.
Gieo nữa không anh? Gieo đầu que nữa không? Gieo đầu que nữa không anh? Có bằng cây à? Rồi, cắm bản vô anh, đậu que. Thì nó mọc lên rồi anh sẽ biết. Đó. Rồi, xong. Hai cái bình nước đường này treo lủng lẳng ở đây. Bữa giờ là 2 ngày rồi vẫn chưa thấy con chim nào bay tới để uống hết trơn. Dụ chim không được rồi.